từ thuở đầu đi khai khẩn phương Nam, những lưu dân Việt đã mang theo lời ca tiếng đàn làm hành trang, vừa động viên mình khi đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, vừa khỏa lấp nỗi buồn xa xứ. Theo dòng chảy của các loại hình nghệ thuật, khi vào đến miền Nam kết hợp với nghệ thuật tuồng và nhạc lệ ở Nam Bộ thời bấy giờ đã tạo sự biến đổi về chất. Một dòng nhạc mới dần hình thành, dòng nhạc ấy được gọi là đờn ca tài tử Nam Bộ, đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, được sản sinh trên vùng đất mới với khả năng sáng tạo không ngừng, đờn ca tài tử chắt lọc tinh hoa của những nền âm nhạc trước đó và có những đặc trưng riêng, tạo nên cảm xúc mộc mạc, đậm ấm, chân tình mà hào sảng, phóng khoáng và rất đỗi nhân văn. Trong chiến tranh và cả trong thời bình, bằng những lời ca tiếng đàn với cung oán cung thương, loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử đã ăn sâu vào máu thịt của mỗi người con đất phương Nam, gắn liền trong những sinh hoạt lao động đời thường trong dịp lễ Tết và hội hè. Từ nghệ thuật đờn ca tài tử đã hình thành nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Chính tiếng đàn trầm bổng nhạc khoan với lời ca ngọt ngào sâu lắng, chất chứa bao cung bậc tình cảm hòa quyện vào nhau, đi vào lòng người một cách gần gũi tự nhiên. Nghệ thuật cải lương tuồng cổ là tiếng tự tình của cư dân vùng sông nước Cửu Long, là hồn cốt của văn hóa Nam Bộ. Để rồi những người con đang sống xa quê, mỗi khi nghe lại nao nao nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ về cội nguồn quê hương. Dòng sông Tiền, sông Hậu mênh mang như vòng tay chở che của người mẹ thiên nhiên. Nơi ấy, một vùng đất lành, thơm hương trái ngọt, nơi các dân tộc anh em trải dài khắp 13 tỉnh đồng bằng tụ hội trong niềm hân hoan và an vui. Với những giá trị cần được gìn giữ và phát huy theo thời gian, đồng bằng sông Cửu Long đang dần khẳng định vị thế của mình trong thời đại mới.
các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lao động, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội như một bức tranh đầy sắc màu rực rỡ nhưng vẫn rất mộc mạc, hồn hậu mà đầy ân tình. Đất và người miền Tây sao mà thương đến thế. Thoảng nghe giọng hò hay là nghe một câu ca giọng cổ chân chất mộc mạc thì chắc chắn rằng lữ khách sẽ nao lòng chẳng muốn rời đi. Xin được cảm ơn các diễn viên, các ca sĩ, nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta những hình ảnh thật đẹp qua giai điệu thân thương của miền Tây.